Chào mừng các bạn đến với cái kênh K1 của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cái này là gì không nhỉ? Cái này là cục Repeater Totaling EX200, gồm có hai anten phát sóng Wi-Fi. Cục Totaling EX200 này nó tốc độ Wi-Fi lên tới 300 Mbps. Đấy. Thì ưu điểm của cái cục này á, nó là có hai anten là một này, để các bạn có thể hướng anten qua hai hướng khác nhau. Các bạn thấy không? Độ mở rộng sóng Wi-Fi sẽ lớn hơn các cái cục một râu. Thì hiện nay trên mạng cái loại này thì giá nó sẽ từ 130 cho đến 200.000. 130 đến 200.000. Tùy vào cái nơi các bạn mua. Còn các bạn đến tận trực tiếp các cái cửa hàng máy tính thì thường là nó sẽ nằm giá tầm khoảng 200 đến 220. Ưu điểm của cái cục này á, là mình nói lần đầu tiên, nó là hai râu. Đấy, thứ nhất là hai râu. Cái thứ hai, nó là tích hợp cả cục sạc, tức là đốc sạc nó tích hợp luôn lên cái cục này, nên các bạn không cần phải có một cái cục sạc như cục sạc Samsung nữa. Bình thường như các bạn nếu mà mua cái loại một râu mà không có này thì nó có thêm, phải các bạn phải mất thêm một cái cục sạc. Nếu các bạn sử dụng các cái cục sạc tàu thì nó sẽ nhanh hư cái của mình, hư cái repeater của mình. Nhưng nếu các bạn sử dụng cái cục sạc xịn thì tự nhiên là các bạn sẽ lại, khi xài điện thoại thì các bạn muốn cắm sạc điện thoại thì phải rút ra, nên các bạn sẽ phải mất thêm một cục sạc nữa. Đối với các loại một chân như vậy thì mình sẽ có thể giới thiệu cho các bạn một số các loại như Tenda, hoặc là cũng Totaling nhưng nó là EX100. Cái loại EX100 nó không có cái này các bạn, và nó chỉ có một râu, nó nhỏ, rất rất nhỏ gọn. Cái loại đó mình sẽ hướng dẫn sau. Còn loại này là còn thêm một ưu điểm nữa, các bạn có biết cái này là cái gì không? Đó là dây mạng LAN. Đấy, cáp RJ45. Thế vậy thì nếu như mà các bạn có một cái máy tính bàn không có wifi thì các bạn cắm cái này vào, ổ cắm điện, sau đó các bạn tiếp sóng wifi thì các bạn sẽ tiếp sóng và mở rộng được vùng wifi xung quanh của cái cục này, xung quanh phòng của bạn. Nhưng đồng thời các bạn vẫn có thể cắm vào máy tính bàn mà các bạn không cần phải mua thêm một cái cục, một cái USB thu sóng Wi-Fi dành cho máy bàn nữa. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Khi các bạn mua cái cục tiếp sóng Wi-Fi này về thì việc đầu tiên là các bạn cắm nó vào điện. Các bạn thấy không? Cắm điện. Thì lúc này trên cục Wi-Fi của chúng ta sẽ có đèn. Đấy, vậy thì việc đầu tiên của chúng ta là các bạn sẽ, ở đây nó có một cái nút reset. Các bạn kiếm cho mình một cái kim nhỏ hoặc một cái tăm cũng được. Các bạn ấn vào cái nút reset này. Các bạn ấn nút reset này cho đến khi nào cái đèn màu xanh nháy là các bạn thả ra. Đó. Bạn thả ra. Như vậy, sau khi các bạn cắm nút xong thì nó sẽ đến cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo thì sau đây sẽ bước tiếp theo, và bước tiếp theo là sẽ tiến hành cài đặt ở trên máy tính. Thì sau đây các bạn sẽ nhìn mình cài đặt trên máy tính, và sau này các bạn cứ làm theo nó là sẽ được. Sau khi các bạn ấn nút reset để trả cái cục Totaling EX200 của chúng ta về như thời điểm sản xuất, thì bây giờ các bạn kiểm tra lại ở cái vị trí mà mắt wifi, các bạn nhìn con chuột của mình thì bên tay phải có phải màn hình này, có phải bên dưới màn hình, nhấp vào vị trí cỡ cái sóng wifi đây, các bạn sẽ thấy hiện lên Totaling EX200. Các bạn kết nối vào đây cho mình. Đó, bạn kết nối. Nhấn kết nối vào, các bạn chờ kết nối nhá. Sau khi máy báo kết nối rồi, các bạn chờ một chút. Rồi, sau khi báo kết nối rồi thì các bạn thấy TX200T chỗ này đang để dấu chấm than. Dấu chấm than lý do là bởi vì nó chưa có kết nối bất kỳ một cái nguồn internet nào, cho nên vẫn có dấu chấm than. Sau khi cái biểu tượng kết nối thì hiện chữ connected thì các bạn vào cốc hoặc là Chrome hay cái gì cũng được các bạn ạ. Các bạn vào cái gì cũng được, sau đó các bạn gõ vào cho mình dòng số này 192.168.0.254. Đây là cái địa chỉ IP của
của cái repeater của chúng ta. Các bạn nên nhớ, đối với một số các repeater khác thì thường ở đây là 192.168.0.1 đó, nhưng riêng nội dung này là 192.168.254 các bạn ạ. Đấy, các bạn enter một phát là lúc này nó sẽ vào. Lúc này chúng ta sẽ truy cập được vào giao diện chính của TotoLink. Thì các bạn hãy nhìn vào đây, các bạn nói thật là các bạn cũng không cần quan tâm gì nhiều đâu. Các bạn chỉ cần quan tâm làm sao tiếp sóng được wifi của nhà hàng xóm hoặc là nhà bên cạnh hoặc quán wifi bên cạnh về để phát trong căn nhà của mình, đúng không? Vậy thì các bạn hãy cứ làm theo như mình, chỉ cần quan tâm đến Extended Setting này. Các bạn nhìn qua bên tay trái này, bên tay trong màn hình sẽ có chữ Extended Setting. Extender Setting. Lúc này ở đây nó sẽ kiểm tra lại tất cả các mạng wifi đang có xung quanh đây. Bây giờ các bạn nhìn nhé, mình sẽ bấm refresh đi để cho nó chạy lại cho các bạn xem. Đấy, thì hiện tại ở đây có 5 mạng wifi gồm có VTP3 dấu chấm TVTT Android APC 081081 GW020 gì đây các bạn ạ. Thấy không? Các bạn nhìn thôi. Vậy thì bây giờ mà các bạn chọn cái wifi nào mạnh nhất, hiện nay ở đây có hai cái wifi có chữ boot và good. Hiện nay mình chỉ có một cái mật khẩu của VTP3 này, mạng là good, thì mình nhấp vào VTP3. Lúc này màn hình sẽ hiện tiếp theo đó là network name là SSID. SSID là VTP3. Mật khẩu lúc này mình phải nhập cái mật khẩu của cái wifi mà mình định tiếp sóng đó. Ví dụ cái này là mạng chậm quá, giờ mình sẽ phải nhập vào đây. Sau đó ở đây sẽ có hai dòng. Dòng thứ nhất là keep keep tức là giữ giữ SSID and password, có nghĩa là giữ nguyên cái tên này và nó tiếp sóng đúng như cái sóng này, tức là vẫn lên sóng vẫn hiển thị là VTV3 và mạng chậm quá các bạn. Đấy, thì nếu các bạn muốn vậy, còn không thì các bạn modify modify SSID wifi, các bạn chọn nội dung này thì các bạn có thể đổi tên lại thành VTV5, mật khẩu các bạn cũng có thể đổi thành mạng chậm quá đi mất. Đấy, bạn có thể chọn qua như thế. Thì lúc này các bạn chỉ cần bấm connect và các bạn chờ. Sau khi các bạn bấm connecting xong một cái thì lúc này cái này chúng ta sẽ không còn nữa đó. Chờ các bạn chờ nhé, bạn chờ một lúc, bên này đang hiện cái connecting này đó, cái thành đang mất kết nối. Mất kết nối các bạn thấy không, lúc này nó sẽ xuất hiện ra một cái bên chỗ cái sóng này, sẽ xuất hiện lên một một cái cột sóng mới đó là VTV5. Các bạn nhấp vào VTV5, các bạn nhấp vào VTV5. VTV5 bây giờ nó là mạng chậm quá đi mất đó, các bạn thấy không? Còn bấm OK. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành kết nối vào. Đây, gần này chúng ta sẽ tiến hành kết nối vào cái mạng chậm quá đi mất. Bạn xem nha. Đó, chúng ta đã connected. Đấy, đã connected, thể hiện thì connected. Tại sao vẫn có dấu chấm than? Bởi vì hiện nay theo như mình biết là cái cục wifi của à rồi có rồi các bạn ạ, đã lên. Cái cục wifi của mình tiếp sóng rất là yếu các bạn ạ. Nó tiếp sóng của cái trước hồi sáng này là mình tới VTT này này, nhưng mà bây giờ tới VTV3, hai cái này sóng nó cũng giống giống nhau, nhưng mà cái thằng VTV3 nó gần hơn. Thì các bạn xem nhé, thấy không, đã con nhất tịch. Hiện nay mình vào thử, mình thử vào nét cho các bạn xem nhé. Đó, và nét cho các bạn xem, các bạn thấy không, hiện nay là mạng của chúng ta rất mạnh. Nói là mạnh thế thôi chứ thực ra là ví dụ như tại cái vị trí mình đặt ở cái cục này thì nó như vậy, nhưng mình tránh cái đi chỗ khác là nó sẽ khác đi các bạn ạ. Ví dụ như mình đi xa qua bên kia thì nó rất dở. Đấy, ví dụ bây giờ các bạn đưa ra một cái chỗ xa hơn, ví dụ vị trí mình phát đó, hoặc là máy tính như chỗ này thì nó sẽ không phát được. Nhưng khi có thêm cái cục cục tiếp sóng wifi này thì các bạn nghiễm nhiên trong phòng của các bạn và xung quanh phòng của các bạn là sẽ sóng ít nhất là cũng mạnh bằng tại cái vị trí các bạn gắn, tại vị trí các bạn gắn cái cục tiếp sóng wifi này. Đấy, còn khi mà các bạn không khi mà các bạn không còn khi mà các bạn đại khái là khi các bạn không muốn sử dụng cái này nữa, không sử dụng tiếp sóng của này, nếu mà bạn muốn kèm cục này đi chỗ khác, cái cục tiếp sóng của chúng ta đấy đi chỗ khác đấy, thì lúc này các bạn sẽ làm như sau. Các bạn lại vẫn phải gõ đây là 192.168.254, hiện nay nó vẫn vào các bạn ạ. Đó, nó vẫn vào bình thường. Nếu các bạn muốn bảo mật để không ai chui vào được cái này của các bạn, đúng không, thì các bạn cho vào, các bạn vào gì nhỉ, bảo mật system status để mình xem cái này nó có bảo mật cho mình được không. Hình như nó không cho bảo mật đấy các bạn. Tổng cộng nó rất là đơn giản, nó chỉ có từng này thôi, nên có khả năng không bảo mật được các bạn. Đối với cái cục này
Để mình xem nào. Đúng rồi, vậy là cái cục này chúng ta chỉ đơn thuần tiếp sóng chứ không bảo mật được. Đó, nếu ai đã vào đây rồi thì không không thể thấy được, không, không hóa được, các bạn thấy không? Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cho các bạn. Nếu như các bạn mà muốn tiếp sóng ở một cái nơi khác, các bạn cũng làm tương tự. Đó. Và các bạn cũng làm tương tự để chúng ta có thể tiến hành tiếp sóng được với mạng wifi trong nhà chúng ta. Ví dụ như nhà hàng xóm wifi của họ chỉ đến được cái mép tường nhà mình thôi, nhưng trong phòng ngủ nhà mình không có, thì các bạn cứ mạnh dạn mua cái Totolink EX200 này các bạn để tiến hành. Riêng cái Totolink EX200 này nó có một cái ưu điểm hơn các loại khác, đó là nó có tích hợp sẵn cục sạc, cho nên các bạn không cần có phải mua cục sạc riêng nữa. Còn những cái khác thì là các bạn vẫn những cái khác ấy là những cái loại khác, các bạn vẫn còn phải cục sạc thêm một cái cục sạc smartphone vào đó nữa. Nếu dùng cục sạc tốt thì nó sẽ bền, mà dùng sạc đều thì nó sẽ không bền. Như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn toàn bộ về cái truy cập vào cái cục tiếp sóng wifi repeater Toto EX200D, Toto Link EX200, loại này là sản xuất từ bên Nga các bạn nhé. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.